Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng đường DT746, đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa. Dự lễ khởi công có ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là công trình giao thông cấp 2 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện theo tuyến đường hiện hữu, được bố trí theo quy hoạch hệ thống giao thông tỉnh, có điểm đầu giao với đường DT746 tại ngã ba xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, điểm cuối giao đường DT747A tại ngã ba phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên. Dự án nâng cấp mở rộng đường DT746 có chiều dài 11.434m, phần đường thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, có tốc độ thiết kế là 80 km/h cho các đoạn ngoài đô thị và 50 đến 60 km/h cho những đoạn qua đô thị. Chiều rộng nền đường là 38m, bố trí 6 làn xe. Tổng mức đầu tư 1.492,33 tỷ đồng từ vốn ngân sách, trong đó chi phí xây lắp 489,6 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 866 tỷ đồng. Tuyến đường DT746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa là trục giao thông quan trọng kết nối huyện Bắc Tân Uyên với các khu vực lân cận, là tuyến đường huyết mạch dẫn vào khu công nghiệp V-Ship 3, kết nối đường tạo lực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bào Bàng và tuyến đường vành đai 4